Đi đâu? Đâu cô đấy? Câu mày giờ chợ cũng mít đấy. À, ao nhôm à? Câu ngoài ao nhôm mày nhỉ? À, cô nhỉ? Béo, cá này là cá nuôi chứ còn cá anh em mình câu á, ngon hơn này nhiều, cá này cá nuôi, ở béo chỗ mình thịt. Nhá, cũng có, người ta cũng đánh được lại như này cơ, ngoài thứ hai ấy. Bật lửa đi. Nhưng mà nó không bập bú như này đâu. À, cho nước vào bật lửa lên. Trước tiên là trong cái lúc đợi nồi cháo cháo hành thì anh em mình sẽ hấp cá này trước và bóc thịt nó ra để làm ruốc nha mọi người nhá. Anh cho nước vào đã thằng dở này. Để em cho nước vào nhé. Bây giờ chín rồi thì chả chén được. Bây giờ là phải bóc thịt cái bọn này để bắt đầu làm ruốc nha mọi người nhá. Đó, cái mâm. Làm ruốc bọn này thì ăn hết giờ luôn. Ui. Ruốc cá. Ngọt lắm đấy. Cá đổ lên nhưng bắt đầu. À, giữ được ở đây, giữ được ở đây. Cháu rơi nhá. À, 5 con cá này là gần 1 yến nhá mọi người nhá. Con này lại cái nữa này. Gần 1 yến là cân hơi ấy. Đấy. Ôi. Thịt này. Thôi được rồi. Ngon nhỉ. À, từ từ. À, cho ra đây để bóc. Cả thịt cá. Thịt cá này làm ruốc là nó hơi nó tí nữa cái ruốc cá thì nó sẽ nó kiểu nhỏ nhỏ hơi nát nát một chút đấy, nhưng mà phải làm cẩn thận để cho nó không tanh và mất hết chất tanh nha, là cá nó phải cắt cơm một miếng đó. Ngọt lắm. Ui ôi. Tanh. Tanh. Ôi, tanh không tanh. Mửa. Ngọt. Cá nuôi này, thật ra cá nuôi này ăn nó sẽ không ngon bằng cái cá mà anh em mình hay đi câu. Anh em mình đi câu thì được cá tự nhiên ấy, nó rất là ngon nhá. Nhưng mà nó to đến mức này là nó cũng ngon rồi. Ngon rồi. Cá lúc này, ăn tôi gì. Hôm nào tao dẫn mày đi câu cá rô phi 5 cân. Ở đâu? Ở ngoài chợ. Ê! Ngoài chợ không có cá rô phi 5 cân đâu. Ở những chỗ câu to. Con chưa thấy tí ăn là bắt đầu rồi. À, mưa à? Mưa to. Mưa là bị cả rồi. Chơi không chẳng mưa rơi. Đừng có lấy xương. Đâu có lấy xương đâu. Thì cái này là cái gì? Đây là thịt à? Anh lấy nha. Nào, tao nhét vào mồm mày nhá. Anh lấy. Táo lấy. Cái cá nuôi này nó hơi béo mọi người. Không biết là có làm ruốc thành công không cơ. Đây à. Nó vẫn còn nước này. Thành công hết. Nào mày giữ đi để tao chắt vào cái nước này. Đấy. Rất nhiều nước nhá. Kiểu cái mỡ đây, những cái mỡ cái da này lọc bỏ đi. Không là cho khi... mà rủ mong ấy cho nó khô đi anh nhỉ. Không, khô nó có róc được nước đâu mà. Đấy ra. Đấy. À, kiểu cá nuôi này nhìn cái nước nó này. Thấy chưa? Quá là nhiều luôn, không biết là làm ruốc có thành công không này. Không thành công thì thành cháo thịt. Nào giữ được tao. Hai tay vào. Giờ sẽ để cho nó nguội nguội một chút để đem rang nó lên nhé mọi người nhá. Cho vào rủ mau. Rủ mau nó cũng có chảy được nước ra đâu, nó bây giờ nó kiểu trong thịt của con cá này nó có khá là nhiều nước với lại mỡ. Vì nó là cá nuôi nhá mọi người nhá. Đây, mỡ này. Lọc bỏ hết những cái mỡ này đi này. Mỡ với da. Lọc bỏ hết đi, không tí nữa là khi mình rang lên là nó sẽ không khô được, nó sẽ không thành ruốc được mà nó sẽ thành mắm luôn đấy. Mỡ miếng này. Mỡ này. Ai khách không mời rồi.
Thôi khả năng ổn rồi đấy. Thế để đây cho nó nguội tí đã. Nam ấy lấy chảo để kia nhá. Bóc nước đi còn được chừng này nhá mọi người nhá. Bây giờ làm sao để rang rang khô đi. Lấy em đi lấy đũa nhá. Lấy muối muối muối. Ok. Đũa đũa đây nhá. Rút cá sắp được rồi. Khá là bông rồi nhá mọi người nhá. Đấy, nó phải được như thế này nè. Gần được rồi nhá. Đó, em thêm miếng nữa. Đây, thử đi. Ui, ngọt lắm rồi ạ. Ngon. Ê, Bạch. Thơm. Thơm lắm. Lúc nào vàng gần được là sẽ cho một chút mắm nữa là ok nhá mọi người nhá. Cái này để làm một ít ăn cơm sáng hết giờ. Các bạn hãy chê xem xong nhá. Chuẩn bị vào ăn chọc cá nhá. Ăn chọc cá ở trong đồng ngon lắm. Tí nữa rất nhiều khách mời. Món trước này đặc sản luôn ạ. Ôi đỉnh cao. Ôi bất đỉnh đấy. Ngon lắm. Ui anh ăn váng cháo không? Ngon chưa? Vừa muối chưa? Xem bên đấy vừa muối chưa? Bỏng lắm em không thử. Thổi đi. Nhân nhạt tí để xong rồi cho giúp cá vào ăn chung vào. Ăn chung là đấy. Nhạt nhạt tí là được. Cho ruốc vào ăn chung với cháo là ngon. Ngon. Ngon à? Ngon. Okay. Ngon lắm. Khá là mỏi tay nha, đảo cái này từ lúc gọi là món cháo em thành công rồi đấy. 30 phút đảo cái ruốc này rồi nhá. Đợi quan trọng nhất là cái ruốc này này. Đợi nhất món của Marika đây rồi. Thơm nhỉ. Tuyệt vời luôn. Ăn trướng rồi. Ăn cái bông chẳng có gì ở ngoài quán người ta làm. Mình cũng đỉnh như thế luôn. Nó đỉnh luôn. Đấy, nó khô rồi nhé mọi người nhé. Bây giờ sẽ phải cho ra kia. Ăn mềm mềm giòn giòn vậy đấy. Đấy, thấy chưa? Bông thế này. Làm ruốc là nó phải bông nhé mọi người nhé. Bông và khô. Bông khô thơm. Đều để mình giữ được lâu nhé mọi người nhé. Ăn nó phải dai dai. Đấy, mày gọi người ra kiêng cháo đi. Ok. Kiêng cháo ra bắt đầu thử thức. Kiêng cháo đây. Ăn đây. Đấy, kiêng cháo ra làm đằng chỗ gốc cơm kia đi. Đấy. Bốn người. Cái lúc hàng anh ơi. Chạy giúp. Bốn người vào. Thử miếng nào. Rồi. Bốn người. Đấy. Thì kia. Ok rồi, không? Kia trong có cái hàng anh thấy không? Bốn người giáp. Bốn người bốn góc nó chống được. Ngon nhỉ. Tính bê tông. Đấy. Ăn nhanh đi qua đi. Đấm một than nhá. Đi, anh ra đi. Từ từ. Nào, kéo, cẩn thận nhá, được không? Ok không? Ừ, dạ, nặng lắm. Rồi. Nếu em đi kiểu gì? Đi thẳng lên. Đi thẳng lên thì đi thẳng. Cân á, cân. Đấy. Các bạn ơi. Nhìn tay đây, có ăn cháo đây, ăn cháo đây. Cháo ăn cháo đây. Ấy, lấy hành ra đây. Đấy. Đây là toàn bộ sản phẩm của anh em mình nhá. Ấy, vào chén luôn nhỉ. Lấy thìa ra. Một nồi cháo và một đĩa ruốc. Ấy, có cái mâm đâu cho hành vào. Ăn hết giờ luôn. Đấy. Lấy một cái... Mua múc cháo này. Mua múc cháo, ok. Thìa muôi các kiểu đem hết ra đây. Ăn cháo này chiến đấu đây. Các bạn nghỉ tay đi. Các bạn nghỉ tay vào. Rồi ăn cháo đây. Ăn cháo ạ. Đó. Đây, đứng ngoài này cho nó kia. Lấy cái gì để lên cao em. Cái ghế cái gì đấy. Thằng anh vào đây. Rồi thử chút cháu nào. Ôi, các bạn xong chưa? Xong rồi. Rồi, ta múc cho các bạn trước. Nào. Ok nhá. Cháo thế này là ổn nhá mọi người nhá. Ổn, lấy bát bé thế nhỉ. Rắc ruốc. Ai ăn thì thử rắc ruốc nhỉ. Đây, lấy mâm ra đây. Đặt xuống mâm đây. Ngồi chân ngồi chúng bò chúng lượn chúng gà này đi. Được, không việc gì cả. Đi làm đấy, chả đi làm. Đây. Đấy, ngồi pệt đất cũng được. Đấy. Ngồi ngay cái chảo cháo nào. Đấy.
Hành này, ai ăn hành hay là ruốc thì tự bỏ nhá, tự bỏ vào nhá. Cháo là phải có hành. Bỏ lắm rồi. Cháo là phải có hành. Bảo là cháo là phải có hành. Thử quất cháo xem nấu xem có được không. Cháo là phải có hành. Đây, các bà thử ruốc ruốc của cháo đi. Bỏ qua cho ra đây. Ờ, Hoàng Anh vừa ăn sang ăn đây. Đây. Nhiệt này còn ngại vào hình nữa. Đang ăn luôn để đó. Ôi trời, ngon quá. Cháo ngon quá, các cháu nấu ngon quá. Bà cứ phải thử đi các đã. Các bà đây đang vừa làm thế này, vừa đói vừa ngon này. Ruốc vừa chưa? Lấy bát mà đấy, tự xử đi, tự xử đi. Anh này, anh ruốc Hoàng Anh đâu ấy. Tự xử đi. Ui ngon à? Đây. Nào bước đâu. Ngon quá. Ôi, mời cả nhà nhá. Mời các cháu nhá. Ok không? Ok không? Đây, em tự xử. Anh này đây, anh đây. Đây là mấy. Đưa anh xử lấy. Anh nhưng mà nó không tới nơi. À, định vào nhà đấy nhưng mà thôi. Anh quán đâu này? Ngồi luôn đây. Các bà đang ngồi đây cho nó tiện. Nào, đưa bát đây. Tôi làm ruốc kiểu này ngon đấy. Không tanh. Thì phải làm thế này nó mới không tanh chứ, cháo cá mà nấu kiểu kia chết tanh. Ui. Chúng mình phỏng phỏng phỏng. Đây nha mọi người nha, ruốc đây. Mình đã có kinh nghiệm. Ruốc nó phải bông như thế này nhá. Đấy. Ui giời, cần gì chia. Mó tay, ăn đúa. Ruốc, dân tộc Việt Nam mình giờ ăn toàn mó tay mà. Bỏng khoe, à Ruốc ơi. Này anh ăn hẳn thìa to rồi. Anh là bỏng hơn. Bỏng quá, bỏng quá. Mà đệ không có thìa. Mời tất cả mọi người nhá. Mời tất cả mọi người nhá. Mời mọi người nhá. Ăn cháo rồi em nhỉ. Cá này ngon lắm. Quá này. Ngon. Đấy, bắt cháo cá quá ừ. Ngon này. Đây là toàn bộ nồi đây, nồi cháo này. Không biết là có ăn hết một phần không nhưng mà rất là ngon nhá mọi người nhá. Cháo cá thì phải nấu thế này thì nó mới không bị tanh là thứ nhất, thứ hai nữa là ngon. Cháo cá này ăn nóng nó mới ngon. Ngon. Ngon rồi. Ngon cháo ít hành. Có ít ui giời ơi. Thơm càng nhiều thơm. Bỏng 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 bỏng. Rất là tuyệt vời. Ngọt ngọt mẹ. Đang sốt quá này. Cháu sáng ra cháu lên cháu thấy các bà hái chè cháu phải nấu cháo cho các bà ăn nghỉ giải lao đấy. Các bà đi nhà hái chè thâu trưa. Đáng tính thâu trưa đấy. Các bà làm kinh lắm, làm thâu trưa luôn. Cháo đây thì là ăn ấy lại hái thâu trưa đấy. Trưa lại chén. Nồi cháo này thì vất vả mỗi cái món ruốc cá thôi nhá mọi người nhá. Ruốc tơi bông à. Tí và cầm ít đấy. Nói thật, để thoải mái, để được thoải mái. Cái này để thoải mái mà. Nhưng mà chỉ sợ không để được thôi. Không để vào tủ lạnh ấy. Không để hết trong mồm, làm gì để vào tủ lạnh. Không, cái này phải ăn với cơm càng ngon nữa cơ. Ăn cơm ngon, ăn cháo ngon, mỏng quá. Ăn cơm chẳng sớm ấy, hết rồi. Không phải hỏi em, không phải hết rồi. Vừa, tuyệt vời luôn đấy nhỉ. Vừa mà. Muốn trộn hơi bạc. Làm cái trộn hồi lớn. Mấy Hoàng Anh ơi, nó rồi, kén à? Tính lại à? Chạy vào dưới nhà. Dạ đây, đi tí nó còn đi săn. Tí nữa anh em mình lại có kèo đi săn nữa mọi người ạ. Phải nói là ngọt. Cái gì? Quá ngọt. Ngon mà. Quá tuyệt vời. Chào anh mời chú ăn sáng nhá. Món này tỉnh đấy mọi người ạ. Chưa rồi ăn sáng. Chưa rồi còn ăn sáng. May quá, sáng nay mình chưa ăn. Mình còn một món sở trường nữa đó là cho lo tất cả. Cho lo tất cả là cái gì? Đó là một tiết canh. Là một tiết canh được rồi. Em tưởng là lo coca. Ừ, đây không có coca. Và món cháo lòng tiết canh nữa, hôm nào mình sẽ thể hiện mọi người. Món cháo lòng cũng ngon. Bỏng quá, bỏng quá. Ngon nhưng mà bỏng quá. Quá là tuyệt vời luôn mọi người, không nên dùng, trên là tuyệt vời. Hai bốn sáu tám người làm sao mà ăn hết được? Cái cháo cá khổng lồ này được. Ông Tuấn ơi, anh em phải gọi thêm nữa. Ông Tuấn ơi, khổng lồ này ăn hết làm sao được? Ông xuống đây cháu bảng nhanh lên. Xuống đây nhanh lên. Bỏ lắm rồi. Nhanh lên. Có cua hơn đấy, nhanh lên. Vây cá mập. Mình sẽ đi gọi hết anh em làng xóm đến để thưởng thức món này.
Thơm cái ruốc này làm thơm. Nó thơm đúng không? Nó dai dai mà. Không bị cảm đấy.